Xin chào các bạn, xin chào quý bà con, cô bác, những quý khán giả đang xem video này nha. Năm mới xin chúc các bạn, quý bà con, cô bác, cô chú, anh chị một năm mới được vạn sự như ý, làm ăn phát tài, phát lộc. Hy vọng là trong năm 2024 này đất nước đạt được những cái thành tựu về kinh tế, cùng với đó là tất cả bà con cô bác của mình sẽ có được một năm đạt được rất nhiều những cái thành công về mặt kinh tế cũng như là các mặt khác trong đời sống. Trước mặt chúng ta đang xem đây đó là một cảnh ở trong một cái ngôi chùa các bạn. Đây là một trong những cái ngôi chùa mà có thể nói là một trong những cái thắng cảnh đẹp của miền Tây. Nó tọa lạc ở tại xã An Thới của huyện Mỏ Cày Nam. Hôm nay mời quý bà con cô bác tất cả chúng ta cùng đến tham quan cái ngôi chùa này nhân cái ngày rằm tháng giêng. Vào ngày rằm tháng giêng thì ở đây tổ chức cái lễ rất là lớn. Trước mắt chúng ta thì chúng ta có thể thấy là rất là nhiều xe cộ, khách thập phương tới viếng chùa này rất là đông. Bây giờ thì ta hãy đi vào tham quan ha. Đây là cái ngôi chùa Vĩnh An nằm ở xã An Thới của huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Ta hãy dạo quanh một vòng ở xung quanh của ngôi chùa trước, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào bên trong, cũng như là chúng ta sẽ vào cái chánh điện nơi mà có thờ tượng Phật màu vàng rất là lớn. Ở ngoài nhìn vào thì phía bên trái của ngôi chùa là nơi mà thờ Tam Vị Thánh của Tây Phương. Và dọc hành lang này thì ta đi tới cuối và ta sẽ nhìn qua bên trái các bạn, là nơi ba vị thánh hay gọi là tam thánh của Tây Phương. Ta đi qua mé bên đây. Đó. Tất cả đều làm bằng đá cẩm thạch trắng hết, cho nên là ban đêm mà các bạn thấy là nó cộng với cái ánh đèn pha vào nữa, nó rất là sáng. Với cái không gian rộng rãi nữa thì cái ngôi chùa này nhìn nó rất là thoáng đãng các bạn, rất là mát mẻ luôn. Còn đây là tượng Phật nằm, cũng làm bằng đá cẩm thạch trắng luôn. Còn đây là cái dải ngang. Và phía trên này các bạn đang xem đó chính là cái chánh điện. Một lát nữa chúng ta sẽ lên trên đó. Với ánh sáng rất là lung linh, huyền ảo, cộng với những cái hoa đăng, những cái đèn ban đêm nữa các bạn, khiến cho ngôi chùa này trở nên rất là lung linh. Bây giờ là ta đến ở trên cái chánh điện mà ở phía sau nha các bạn. Mình đang đi ở phía sau, đi lên phía trước. Đây là nơi thờ một vị thánh. Còn đây là chúng ta đang đi lên phía trước. Ngôi chùa này thì được trang hoàng rất là lộng lẫy, với nhiều cái phù điêu, những cái hoa văn rất là rực rỡ. Các bạn thấy ở bên các cái bức tường, tất cả nó hòa quyện với nhau và nó tạo thành một cái cấu trúc rất là đẹp. Cái màu vàng là màu chủ đạo hết các bạn. Còn trên cái nóc, bây giờ mình sẽ đi lên trên cái tầng trên. Tầng trên là nơi mà được trang trí và
kết cấu những cái hoa văn thì nói chung là rất là lạ, khác với những cái ngôi chùa khác, nhưng mà nó rất đẹp. Đây là mình bước vào trong cái sảnh trong nè các bạn. Ở bên các bức tường là người ta thể hiện các cái cảnh, những cái sự tích về nhà Phật. Ở trên mái dòm là tượng trưng như một cái bầu trời vậy đó, có cảnh mây, rồi mây màu xanh vân vân, có rất nhiều cái sự tích được thể hiện ở trên đây, được vẽ lên trên đây. Trên mái dòm các bạn nhìn thấy là như là cái bầu trời vậy đó, rất là đẹp. Đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo cho cả một vùng, không phải người dân của xã An Thới này không đâu, mà cho tất cả người dân ở các cái xã khác, những cái vùng khác, mà nếu biết được cái chùa này thì họ đều tới đây để viếng chùa vào cái ngày rằm này. Đây là nơi cái phần chính là các bạn, thờ một ông Phật, mình cũng chưa rõ là tên gì, tuy nhiên thì rất là lớn và được mạ vàng hết, rất là óng ánh luôn. Có rất nhiều du khách tới đây. Đường đi mà để tới cái ngôi chùa này thì cũng rất dễ các bạn. Từ chỗ là thị trấn Mỏ Cày Nam mà các bạn chạy xuống thì khoảng chừng 7 cây số các bạn sẽ quẹo phải. Thì vào khoảng 2 cây số thì sẽ tới cái chùa này. Bữa nay thì ngôi chùa này được trang hoàng rất là lộng lẫy với nhiều hoa và những cái hình ảnh được sơn phết lại rất là đẹp, là nơi cái sinh hoạt để tâm linh cho người dân. Đây là cảnh ở trên mình nhìn xuống dưới sân đó các bạn, một cái không gian rất là đẹp, huyền ảo, cộng với những cái hoa đăng. Và các bạn thấy là ở phía trước, từ trên cái sảnh nhìn ra phía trước của cái sân chùa, rất là rộng rãi. Du khách tới đây thì chúng ta được gửi xe miễn phí, có những anh sẽ hướng dẫn cho mình gửi xe, không có thu tiền, cũng như là những anh này sẽ giữ xe cho mình luôn. Các bạn cứ yên tâm mà đi thưởng lãm cái phong cảnh ở đây. Đây là từ trên ngay cái bậc thềm ở trên sảnh mình nhìn xuống nè các bạn. Đó, người ta đang đi xuống. Còn nhìn ra xa là cái phía trước của ngôi chùa hồi nãy đã quay cho tất cả các bạn, cô bác mình xem. Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn lại một lần nữa ở bên trong của chánh điện. Có thể nói là ngôi chùa này được khác với những cái ngôi chùa khác đó, đó là nó rất là thoáng đãng. Mình tới đây thì có cảm giác giống như là một cái nơi mà để vui chơi nhiều, giải trí nhiều hơn. Sau khi tham quan một vòng thì bạn có thể xuống dưới sảnh dưới này để dùng mà chè với nhà chùa, coi như là cái lộc đầu năm. Thì một vài hình ảnh gửi đến cho tất cả các bạn, bà con, cô bác cùng xem. Mình xin kết thúc cái video này tại đây.
Một lần nữa thì xin chúc tất cả quý bà con cô bác mình nhân dịp năm mới thì gặp nhiều điều may mắn cũng như là thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.